mấy năm đấy cầm được cái tờ biểu này. Dạ, em ở dưới Bình Dương làm công nhân rồi với lại làm số đề xong rồi ôm mà nợ nần rồi xong rồi giờ ở trên đó người ta dí nợ em xong rồi em bỏ chạy về đây xong rồi lúc đó gặp chú xe ôm xong chú hỏi đi xe không mà anh đi rồi. Tại vì đi bộ xa nên đi xe xong rồi cướp tài sản xong rồi đâm. Lúc em đâm chú xe ôm ở hô cướp xong rồi em sợ em bỏ chạy. Đâm cái đó. Rất là rộng ạ.